ân chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với nhóm 12, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó có nhiều môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tê và Si-đôn. Thấy vậy, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế." Đó là lời Chúa. Thưa cộng đồng phụng vụ, tôi xin chia sẻ 4 điểm với anh chị em về phụng vụ lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ 6 thường niên năm C. Điểm thứ nhất là bài đọc 1 trích từ sách Ngôn Sứ Jeremiah chương 17 câu 5 cho đến câu 8. Thưa anh chị em, chúng ta cần lưu ý đến tầm quan trọng của việc hạn hán trong bài đọc 1 hôm nay. Ngôn sứ Jeremiah nói theo kinh nghiệm mà ông đã trải qua. Chúng ta chỉ cần nhớ lại con đường từ Jerusalem đến Jericho. Đó là một sa mạc hoàn toàn khô cằn, thưa anh chị em. Gần như cả năm không có một giọt mưa, hiếm có lắm anh chị em. Tuy nhiên, sa mạc này lại có thể trở nên xanh tươi trở lại và nở hoa với những trận mưa xuân. Như tất cả các nhà giảng thuyết tài giỏi, ngôn sứ Jeremiah sử dụng những ví dụ và những hình ảnh trong đời sống thường ngày để giúp cho những người nghe hiểu được những gì ông rao giảng. Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Hai câu châm ngôn được trình bày cân đối nhau, và đó là cách mà Thánh Kinh thường sử dụng, thưa anh chị em. Cái từ tin tưởng hay là đặt niềm tin vào Chúa có một ý nghĩa rất mạnh là dựa vào. Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa. Như người ta dựa vào một tảng đá và lòng dạ xa rời Đức Chúa vì họ không còn dựa vào Đức Chúa nữa. Ngôn sứ Jeremiah nói với dân Israel đó, tảng đá của Israel chính là Đức Chúa, và chỉ một mình Đức Chúa mà thôi, không có một cái thần nào khác hết. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Có lẽ Jeremiah nhắm đến hai sai lầm chết người của các vua, các vị lãnh đạo tôn giáo và toàn thể dân tộc Israel, thưa anh chị em. Trước hết, đó là việc thờ bụt thần hay là thờ các ngẫu tượng. Nhiều vị vua đã đưa vào đất Israel những việc thờ phượng khác mà việc tôn thờ Thiên Chúa. Người ta kêu cầu các vị thần dâng lễ vật kính các thần đó. Thế mà ta
dân ta lại quên lãng chúng đốt hương dâng kính tà thần. Jeremia chương 18 câu 15. Tiếp đến là về liên minh. Jeremia có đủ điều kiện để suy nghĩ về đường lối chính trị của các vua thời ông làm ngôn sứ. Thay vì tin tưởng vào sự bảo vệ của Thiên Chúa, các vua dùng nhiều thủ đoạn ngoại giao, hết liên kết với cường quốc này đến cường quốc khác trong vùng Trung Đông ngày xưa. Nhưng các ông chỉ gặt hái được chiến tranh và tai họa. Và khi xin một cường quốc bảo vệ thì Israel trở nên một nước chư hầu của cường quốc đó là cái chuyện đương nhiên. Vì thế mất hết độc lập và tự do. Đó là trường hợp của vua Sidkiyahu ít lâu sau. Ông dựa vào đường lối chính trị ngoại giao, tin tưởng vào sức mạnh quân sự, và ông chỉ chuốc lấy thất bại, tàn sát, nhục nhã cho bản thân ông và toàn dân Israel. Điểm thứ ba, thưa anh chị em, người ta đối diện với một trong những đòi hỏi quan trọng của giao ước. Và vì Israel được Chúa giao cho sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa chư dân, họ được yêu cầu không được tìm kiếm một giao ước nào ngoài giao ước với Thiên Chúa. Xét về phương diện nhân loại, điều đó xem ra có vẻ điên rồ. Nhưng khi được vinh dự làm dân riêng của Chúa thì người ta không thể lý luận theo kiểu người đời được nữa. Nhận định này từ nay về sau cũng có giá trị đối với tất cả chúng ta, những thành viên trong đại gia đình Hội Thánh Chúa Kitô. Thưa anh chị em, vào thời ngôn sứ Jeremiah viết bản văn hôm nay là thời kỳ còn phải cảnh giác cao độ, nên Jeremiah lên tiếng báo động. Ông nhấn mạnh nguồn suối nước hằng sống cho con người chính là Chúa. Lìa xa Chúa là thiếu nước cho sự sống sẽ trở nên khô cằn. Anh chị em biết rồi, ở trong sa mạc đó, cái mà khiến con người ta chết rất nhanh đó anh chị em, đó là thiếu nước. Chúng ta có thể nhịn đói vài ngày được, nhưng mà nhịn nước, nhất là trong cái thời tiết nóng bức trên 50 độ trong sa mạc, không cách gì chúng ta sống nổi hết anh chị em. Nước là sự sống mà. Trong vài câu sau, Jeremia diễn tả cùng một ý tưởng. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa làm mạch nước trường sinh. Và vì dân ta đã phạm hai tội, chúng đã bỏ ta làm mạch nước trường sinh để làm hồ nứt rạn không giữ được nước. Những người đó đã chọn lựa sai lầm, và tương lai sẽ minh chứng điều đó. Người ta sẽ nói đến hạnh kiểm xấu xa của họ. Đó là ý nghĩa của từ, một cái tiếng Latin anh xem, là male dicere, nguyền rủa nha. Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa. Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. Nhưng những ai đặt trọn niềm tin vào Chúa, đó là người chọn lựa điều tốt nhất. Thưa anh chị em, người ta chỉ có thể chúc mừng họ mà thôi, và tương lai sẽ minh chứng họ có lý khi chọn như vậy. Người ta sẽ nói nhiều về hạnh kiểm tốt của họ. Đó là ý nghĩa của từ benedicere, tiếng Latin phúc thay. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Chúng tôi nhớ khi mà ở trong chủng viện, bên tiểu chủng viện, ở cái bậc trung học anh chị em, 9 năm 8 9 năm ở đó, mỗi sáng đó khi mà chuông báo thức dậy đó, thì chúng tôi ngủ trong một cái nhà ngủ chung, nó có hàng trăm người, nó nhiều nhà ngủ vậy. Thì khi nghe chuông báo thức thì một người nào được gọi là chỉ định đó, thì sướng lên Benedica Mus Domino, thì tất cả chúng sinh dậy là phải thưa Deo Gratias, chúc tụng Chúa và tạ ơn Chúa đã cho qua đêm được bình an. Một lần nữa chúng ta lưu ý đến sự giống nhau đặc biệt giữa Đức Giêsu và ngôn sứ Jeremiah. Trong bài tin mừng về các mối phúc thật mà chúng ta vừa nghe đọc đó, cũng đề cập đến chủ đề nước hằng sống. Chỉ cần nhắc lại lời Đức Giêsu nói trong dịp lễ liều ở tại Jerusalem: ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Chúng ta sang điểm thứ hai là đáp ca, thưa anh chị em. Đáp ca là thánh vịnh thứ nhất, thánh vịnh số 1 đấy. Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát là thánh vịnh đầu tiên trong số 150 thánh vịnh.
Thưa anh chị em, thánh vịnh này giống như chìa khóa vậy đó, giúp chúng ta hiểu được kinh nguyện của Israel. Thánh vịnh số 1 này rất ngắn thôi, như là một lời giới thiệu vậy đó, nhưng mỗi chi tiết đều đáng cho chúng ta quan tâm. Từ đầu tiên của thánh vịnh là phúc thay, đó là cả một chương trình sống. Thưa anh chị em, tác giả thánh vịnh hiểu rằng Thiên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc. Khi dựng nên con người là Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất mà tác giả thánh vịnh muốn nói để bắt đầu. Phúc thay trước hết là một trạng thái. Đôi khi chính trạng thái đó dìm chúng ta trong ngây ngất vì cảnh tượng của một hạnh phúc rõ ràng trọn đầy, khiến chúng ta xúc động. Đồng thời đó cũng là một lời chúc mừng rất sống động và cả một lời khuyến khích động viên nữa, thưa anh chị em. Một lời mời gọi mỗi ngày làm cho hạnh phúc mới mẻ này thăng hoa hơn. Từ phúc thay trong Thánh Kinh nói lên tất cả điều đó. Chính vì thế mà một cái nhà chú giải Thánh Kinh tên là Andre Churaki nói như thế này, dịch cái từ phúc thay đó, thay là lên đường. Việc đó mời gọi chúng ta nhìn lịch sử nhân loại như là một cuộc hành trình dài, trong đó mỗi người luôn được mời gọi lên đường, chọn lựa con đường mình đi, chọn làm thế nào cho đúng đó anh chị em. Đó là điều quan trọng. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi. Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Một cái điểm khác, Mặc Khải Thánh Kinh chỉ có một mục tiêu duy nhất là cái gì? Thưa là chỉ cho chúng ta nè, nhân loại nè, con đường đi đến hạnh phúc mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta. Vì thế rải rác có nhiều cột mốc chỉ đường, chẳng hạn như sách Đệ Nhị Luật triển khai rộng rãi chủ đề này. Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống được hạnh phúc, hoặc là phải chết bị tai họa. Hôm nay anh em hãy chọn được sống. Đệ Nhị Luật chương 30 câu 15 và 19: Hỡi Israel hãy nghe, và lo đem những mệnh lệnh, thánh chỉ và quyết định của Đức Chúa ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được hạnh phúc. Đệ Nhị Luật chương 6 câu 3, đây là kinh Sema của Israel. Thưa anh chị em, là người Kitô hữu, chúng ta hãy chọn việc tuân giữ lề luật các điều răn của Chúa, chọn sống theo lời Chúa dạy. Vì lời Chúa là ngọn đèn rọi bước chân chúng ta, là ánh sáng chỉ đường dẫn lối ta đi trong cuộc lữ hành trần thế đầy gian nan thử thách này. Và điều răn bác ái yêu thương của Chúa giúp chúng ta làm tròn vai trò chứng nhân cho Thiên Chúa là tình yêu, là Cha giàu lòng thương xót. Chúng ta bước sang điểm thứ ba, thưa anh chị em. Trích từ thư Thánh Phaolô Tông Đồ, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 12 và 16 cho đến 20, thường là khó hiểu đối với chúng ta, kể cả tôi nữa, nhưng mà chúng ta cố gắng tìm hiểu, thưa anh chị em. Trong chương 15 của thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô trình bày tín điều kẻ chết sống lại mà chúng ta vẫn đọc khi tuyên xưng đức tin: Tôi xin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin rằng sống vậy. Amen. Người Do Thái đã có trực giác về vấn đề kẻ chết sống lại và truyền đạt niềm tin đó một cách rõ ràng. Nhưng người Hy Lạp, thưa anh chị em, coi đó là một quan điểm thô kệch, ngược với triết lý của họ. Và có những người, trong đó có một số người Corinto, cũng không tin kẻ chết sống lại. Trong chương 15 này, Thánh Phaolô muốn đánh đổ sự sai lầm đó. Ngài đi từ những khẳng định căn bản của lời rao giảng tin mừng, tức là mầu nhiệm chết và sống lại của Đức Kitô phục sinh, kể rõ mấy lần Chúa đã hiện ra để quảng diễn các khẳng định đó. Như vậy là để cho thấy ý kiến không nhận kẻ chết sống lại là vô lý. Điểm thứ hai, phủ nhận sự kiện kẻ chết sống lại nói chung cũng là phủ nhận Đức Kitô đã sống lại nói riêng. Ta có thể hiểu một cách khác, sự phục sinh của Đức Kitô có ý nghĩa chỉ vì là bước đầu báo trước sự sống lại của mỗi người chúng ta. Vậy nếu phủ nhận sự phục sinh của chúng ta thì sự phục sinh của Chúa là vô nghĩa. Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Thưa anh chị em, vì chúng ta tin vào sự sống lại và sự sống đời sau, nên ngay cuộc sống trần gian hôm nay, chúng ta hãy sống thật tốt để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Và cuối cùng, thưa anh chị em, bài tin mừng Luca
chương 6 câu 17 và 20 cho đến 26, chúng ta tìm hiểu mấy điểm. Thứ nhất, thưa anh chị em, bài đọc một trích từ sách ngôn sứ Jeremia cảnh báo chúng ta đừng quá tự phụ vào sức riêng của mình hay vào của cải, danh vọng, quyền lực, vì có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ trắng tay vì mất tất cả, thưa anh chị em, kể cả danh dự. Mà chỉ nên tin tưởng cậy dựa vào một mình Thiên Chúa là đấng luôn trung tín, luôn yêu thương và không bao giờ phản bội, không bao giờ làm hại chúng ta hết. Tin mừng về các mối phúc còn đi xa hơn nữa, phúc thay những người nghèo khổ. Các bạn hãy đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, Người sẽ ban cho các bạn của cải dư đầy. Ở trong Thánh Kinh Cựu Ước đó, thưa anh chị em, chúng ta để ý điểm này nè nha. Cái từ người nghèo đó, nó chẳng có liên quan gì đến tài khoản ngân hàng hết nha anh chị em nhé. Những người nghèo theo nghĩa Thánh Kinh đó, trong tiếng Do Thái nghĩa là Anavim, là người không có tâm hồn kiêu căng, không có con tim cao ngạo. Như Thánh Kinh đã nói với chúng ta, người ta gọi họ là những người lưng còng đó. Đó là những người bé mọn, những người khiêm tốn ở trong xứ sở, trong ngôn ngữ của các ngôn sứ. Họ không tự phụ, không tự mãn bao giờ. Họ còn thiếu một cái gì đó mà họ tin rằng Thiên Chúa sẽ lấp đầy cái thiếu thốn đó. Điểm thứ hai, ta lại thấy ngôn ngữ của các ngôn sứ lúc thì nghiêm khắc đe dọa, khi thì khuyến khích động viên. Nghiêm khắc đe dọa khi dân Israel đi sai đường lối Chúa, khuyến khích động viên khi dân Israel phải vượt qua những lúc khó khăn và thất vọng. Ở đây Đức Giê-xu khi nhắc các môn đệ của Người và qua họ là nhắc cái đám đông đó, dạy cho họ biết phải nhìn thế nào cho đúng. Thưa anh chị em, ở đây vấn đề quan trọng là nhìn, mà nhìn thế nào cho nó đúng đấy. Người sử dụng lại hai cách nói của các ngôn sứ, ta lại nhìn thấy chính bài diễn từ của bài đọc một mà hôm nay đó, trích từ sách ngôn sứ Jeremia: vô phúc cho những ai đặt niềm tin vào của cải vật chất, địa vị xã hội, vì họ không đi trên đường ngay nẻo chính. Điểm thứ ba, một ngôn sứ đích thực phải chấp nhận mọi điều trái ý phiền lòng. Đức Giê-xu đã trải qua những tình huống như vậy. Thưa anh chị em, một ngôn sứ đích thực không có giờ và cũng không bận tâm thu tích tiền bạc của cải hay khoe khoang bản thân mình. Ta có thể áp dụng cho Đức Giê-xu bốn mối phúc này. Chính người nghèo không có một hòn đá để gối đầu và chết trong trần trụi và bị bỏ rơi. Chính người đã khóc thương người bạn Lazaro đã chết và lo buồn đến đổ mồ hôi máu trong vườn Gethsemane trước là rừng cây dầu đó. Chính người đã khóc thương thành Jerusalem. Chính người đã đói và khát từ trong sa mạc cho đến trên thập giá. Chính người đã bị khinh dễ, bị hạ nhục và bị bách hại. Khi công bố hạnh phúc cho những ai sống các mối phúc này, bắt đầu từ chính mình, có thể nói Đức Giê-xu dâng lời tạ ơn Chúa Cha, vì người biết với cái nhìn yêu thương nào mà Chúa Cha đã phù hộ người, và người biết chắc rằng mình sẽ chiến thắng. Lời hứa phục sinh đã hình thành các mối phúc này. Đức Giê-xu đã mặc khải cho chúng ta cái nhìn của Thiên Chúa, cái nhìn của lòng Chúa xót thương. Thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay vừa nói với chúng ta có cái nhìn của con người, có cái nhìn của Thiên Chúa. Cái nhìn của con người sai lầm khi bám víu tôn thờ của cải, tiền bạc, danh vọng, quyền lực, như tôi nói với anh chị em lúc nãy, một lúc nào đó sẽ mất hết anh chị em. Trong khi cái nhìn của Thiên Chúa hoàn toàn khác. Người nghèo kêu lên, Chúa đã nhậm lời, như Thánh Vịnh đã nói, hoặc lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò Ngài sẽ chẳng khinh chê, như Thánh Vịnh 50 câu 19 đã nói với chúng ta. Những người nghèo khổ, những người bị bách hại, những người đói khát khóc lóc, Thiên Chúa yêu thương và đặc biệt quan tâm đến họ, không phải vì họ xứng đáng, nhưng chỉ vì tình trạng đáng thương của họ. Ở đây Đức Giê-xu mở ra cho chúng ta một chiều kích khác của hạnh phúc. Thưa anh chị em, hạnh phúc thật chính là cái nhìn của Thiên Chúa dành cho chúng ta, một cái nhìn đầy lòng thương xót. Lúc bấy giờ tin tưởng vào cái nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa, những người nghèo khổ, những người đang khóc lóc, những người đang đói sẽ tìm thấy sức mạnh để làm chủ vận mạng của mình. Thưa anh chị em, các mối phúc là những phúc lành đích thực và vĩnh cửu được Thánh Kinh công bố cho những ai sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Các mối phúc là trung tâm lời rao giảng của Chúa Giê-xu.
là những điều mà chính người đã sống và làm nét đặc trưng đời sống Kitô hữu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1717. Vậy mỗi người chúng ta hãy sống các mỗi phút để có thể nên hoàn thiện như Cha trên trời và nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trong đời sống yêu thương và phục vụ.